Việt Nam có kho tàng văn hóa nghệ thuật truyền thống phong phú và đa dạng như âm nhạc, các làn điệu dân ca, dân vũ. Nó gắn với đời sống sinh hoạt, sản xuất cũng như phong tục tập quán của dân tộc ta từ bao đời nay và được lưu truyền qua nhiều thế hệ bằng cách truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác. Để làm sao cho nghệ thuật truyền thống luôn có một chỗ đứng riêng dù cuộc sống hiện đại đã và đang du nhập nhiều nền văn hóa khác. Chính từ những cố gắng không ngừng nghỉ của những người tâm huyết mà nghệ thuật truyền thống đã trở nên gần gũi hơn với tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Mang trong mình một sức hấp dẫn riêng, vì vậy mà âm nhạc truyền thống hay các làn điệu dân ca, dân vũ hiện nay đã lôi cuốn được một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ tham gia trải nghiệm, luyện tập và hoạt động sôi nổi trong các câu lạc bộ. Thực tế cho thấy rằng muốn gìn giữ và phát huy nghệ thuật truyền thống thì quan trọng nhất vẫn là tạo được lòng yêu nghệ thuật biểu diễn truyền thống trong công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Khi đó, nghệ thuật biểu diễn truyền thống mới có sức sống lâu bền trong nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Dàn nhạc sức sống mới là nơi gặp gỡ của các bạn trẻ đam mê nhạc cụ tre nứa như sáo trúc, đàn tơ rưng, đàn trinh ram. Với sự hướng dẫn của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, một người con được sinh ra trong gia đình có truyền thống đam mê âm nhạc dân tộc. Gửi gắm hồn mình trong từng nốt nhạc, tiếng sáo cao vút kết hợp với tiếng đàn tơ rưng mang âm hưởng của núi rừng đã tạo nên một bản hợp xướng với những cung bậc cảm xúc vô cùng thú vị. Thông qua những giai điệu trầm bổng của các loại nhạc cụ, họ đã và đang góp phần đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả trong và ngoài nước. Mình thích âm nhạc truyền thống bởi vì ngày bé mình được nghe rất nhiều loại nhạc cụ truyền thống và mình thấy là nó rất đặc sắc, nó mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Vậy nên mình muốn chơi nhạc truyền thống vì mình cũng là một thế hệ trẻ, mình muốn được gìn giữ nó và phát triển nó hơn. Khi mình tham gia vào nhóm thì mình đã được học thêm những làn điệu mới, phong cách mới. Đặc biệt là với sự chỉ dẫn của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh thì mình đã yêu âm nhạc truyền thống Việt Nam hơn. Một người thì đánh với cái lực như thế thì ok, mà hai người đánh vào là nó thành ra đề. Với sức hút từ nhạc cụ dân tộc, các bạn trẻ đã không ngừng luyện tập để được sống với đam mê và một phần nào đó góp chút sức mình gìn giữ những giá trị nghệ thuật truyền thống mà ông cha để lại. Những cây sáo trúc, những cây đàn tơ rưng hay trinh ram cùng với các loại nhạc cụ dân tộc khác sẽ truyền niềm cảm hứng cho thế hệ trẻ để họ tiếp tục phát huy truyền thống âm nhạc tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay. Về với xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, nơi có câu lạc bộ ca trù Đồng Chữ đang hoạt động rất tích cực trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống. Trải qua một thời gian dài, sau bao nhiêu nhọc nhằn của cuộc sống, tiếng hát ca trù trên quê hương Đồng Chữ dần bị lãng quên. Nhưng chính vì lòng quyết tâm, vì trách nhiệm với văn hóa dân tộc mà những người dân vùng thôn quê này đã tìm mọi cách để khôi phục lại truyền thống của làng Đồng Chữ xưa. Và rồi tiếng hát ca trù đã được hồi sinh và vang lên mỗi ngày. Các thành viên trong câu lạc bộ chỉ là những người dân bình thường, quanh năm gắn bó với công việc đồng áng. Nhưng khi đến với ca trù, họ dường như trở thành những nghệ sĩ thực thụ. Say trong từng lời ca, nhịp phách, họ vẫn ngày đêm giữ lửa, truyền lửa đam mê, để nét đẹp văn hóa ấy sẽ như mạch nước ngầm, chảy mãi trong tâm thức bao thế hệ người con đất Việt.